Đấy, đối với lý lùn thì việc là ươm mà ra rễ được và cho nó cây nó dài và vóng lên được thì càng tốt. Đấy. Ở nhanh ra rễ thì về sau nó đỡ bị rụng bông. Đấy, đồng thời là nó cây nó dài hơn rất là nhiều. Cái lóng của thân nó được kéo ngay từ cái thời gian đầu. Đấy, nó đỡ ôm đụ từ sớm. Đồng thời là đến khi bông nó ra như kiểu hạt đỗ, hạt ngô thì nó đỡ rụng bông. Đấy. Ở bên đấy thì một số cái lúc đầu nó đằng cây này đấy, nó đây, nó dài bằng mấy cái cây này đấy, thậm chí là bằng gần đấy, gần bằng mấy cái cây mà đã trồng rồi này. Cái này trồng được hai mấy này, 21 rồi, hình như hơn ba tuần này, đấy đâu một tháng này đấy, là nó dài bằng cây đã trồng một tháng rồi này. Một tháng tức là trồng cái này là trồng lúc đầu từ cái từ củ luôn đấy, từ củ là mình trồng luôn đấy. Là cái này là mình ươm đấy. Thì việc ươm này cái giúp cây nó dài hơn, đặc biệt là đối với chỗ nào thời tiết nó nóng đấy, thường nóng cây nó sẽ lùn thấp hơn, và đồng thời là cây nó rất là mập đấy, mình thấy này, cây ban sơ của nó mập không? Mập hơn cây này rất là nhiều luôn này. Đấy, rất là mập luôn. Đấy. Và cây khỏe giúp nó rụng đụng, đặc biệt là thời điểm như này này. Đấy là chia sẻ mọi người nhé. Đầy quá nhỉ. Đây, chào mọi người.